Vâng, xin chào tất cả các anh em của kênh Câu Cá Lóc Việt nhé. Ngày hôm nay thì mình đi câu cá lóc ở cái ao bỏ hoang bên đây mọi người ạ. Đấy, một cái ao bỏ hoang rất là lâu luôn. Đấy, mình quay cho mọi người xem sơ sơ. Đấy, từ đây nó chạy tít lên kia, nó vướng cái dãy này nên mình không quay được, nên mình câu quyết định câu ở góc này cho mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ đặt máy quay xuống đây và mình sẽ chỉnh sửa một chút và sẽ quay cho mọi người xem nhé. Rồi, mọi người thông cảm của mình nó hơi rung chút. Rồi mọi người, mình sẽ đặt máy quay ở đây nhé, mình chỉnh sửa chi tí nhé mọi người nhé. Nè mọi người ơi. Đấy, mình vừa câu đủ con nhé mọi người nhá. Đấy. Vừa lên hàng này. Đấy, nó đuổi theo nó tao đấy mọi người. Giật phát bay lên bờ luôn. Ok không mọi người? Giờ im gió rồi. Im gió đẹp đấy. Vừa nó có gió. Lại gió lại lên, lại ù. Cái câu cá lóc này sợ nhất là gió. Còn lệch vào bên đây phát. Con đuổi theo bên đây mọi người. Góc này này. Mình tập trung chỗ đấy mấy phát là mình thấy có con đuổi theo mọi người. Có con đuổi theo góc đấy. Điều cá phết. Có con nó đuổi theo góc này mọi người ạ. Mình vừa néo một phát thấy nó vợn sóng. Không quan trọng nó có tát hay không cơ. Khó khăn. Nó có tác hay không nên là cái điều quan trọng này. Đuổi thì đuổi rồi đấy, nó vừa đuổi theo đấy. Mình sẽ ăn nào. Không thấy gì mọi người, chưa thấy gì. Đúng, cứ liên tục như thế thì có mà mấy mà hết cá mọi người nhỉ. Cứ vòng mới phát là cục cục như thế này thì chắc thôi. Mấy phát mà hết cá đâu. Trời hôm nay nó hơi lạnh lạnh chứ nếu mà trời đẹp chắc là cá nữa. Không có tín hiệu gì mọi người. Nó đuổi theo nhưng mà nó đuổi theo nhưng mà sao đấy thấy nó không thấy nó cắn. Thua còn mới khác lại quay về đây mọi người.
xin chào mọi người ơi. Lên cái mọi người. Ui, mời mọi người coi nhá, lên cá này. Rồi. Đây. Xì luôn. Đó, người nó bóng lọng luôn, xì luôn. Lóc hù rồi cũng không biết, giật phát không thấy gì luôn, giật phát không thấy gì luôn, tiếc quá. Không biết, chắc cũng phải tầm 5 mạng. Ui rồi, thấy chưa, con này chắc cũng phải lửa khí. Trời ơi, giật phát mà thấy cầy lên mà mất luôn. Ủa thật đó. Nhỏ quá. Mình giật hơi nhẹ. 2 phát rồi. Cởi áo ra rồi. Cái hệ như này mọi người là cái hệ như kiểu là ao người ta thả cá chấm cá chép ấy mọi người, thế xong là họ cho câu cá lóc đi á, vì là cái con cá lóc ấy thực ra là nó đớp cá chấm cá chép rất là mạnh mọi người ạ, người ta câu được lên đấy, được con cá lóc 2 ký 2, gạn cạn xịt ao đi luôn, 700 con mà bằng thả bằng cái con chui dao ấy, nhỏ hơn chui dao ấy, bằng chui niệm bé bé táp hết. Riêng dòng cá lóc nếu một con mà hơn 2 cân là nó táp hết rồi mọi người. Thế là ghê luôn. Đây là những ở Đắk Lắk mình là thường thường là những cái ao mà cá họ mới thả đấy. Là họ hay cho câu cá lóc. Cứ mỗi một lần mùa mưa là cá lóc nó nhảy linh tinh ở đâu vào đầy luôn. Họ lại cho câu đi. Còn nhiều những cái ao họ không cho câu là ao họ cá họ lớn đấy, cá thịt đấy. Những cái câu thì còn bình thường là cho câu. Rồi. Điều là họ cho câu cá lóc đi, vì cái con cá lóc là nó táp cá con ghê lắm. Đa số là như vậy. Nhiều anh em cứ bảo ao nuôi thực sự trên Đắk Lắk, nói thì cũng bảo là xin lỗi anh em chứ thực sự trên Đắk Lắk mình không bao giờ có cá nuôi cá lóc đâu, không bao giờ có nuôi cái kiểu theo cái kiểu là thả nguyên cái ao toàn cá lóc, không không có. Cái đấy là không bao giờ có đâu. Giống như kiểu các ở dưới miền Tây hay là dưới một cái số nơi họ nuôi cá lóc là nuôi đặc cá lóc luôn đấy. Nghĩa là nuôi đặc cá lóc luôn, toàn cá lóc không. Cá rô ta cá rô, cá lóc là cá lóc ấy. Nhưng mà ở Đắk Lắk mình nuôi theo cái kiểu lung tung vào nhau hết rồi. Cá chấm, cá chép, cá mè, cá trôi, cá rô phi, cá chê, các kiểu đà điểu lung tung vào một ao hết. Đấy, theo kiểu Đắk Lắk mình nó hay kiểu đấy.
như cá mọi người. Nè mọi người, mình vừa lên một con này. Xong người nó dài ngoằng đấy mọi người. Quá dài luôn. Thực ra là người nó rất dài. Đóng vào thế này là sao mà ra được, lại đóng kiểu này, đóng hàm trên, đóng phát hai lưỡi này. Đóng hai lưỡi này chịu không ra được. Có người nó dài đấy nhỉ. Cá cái ao nước đục đục quyền nó đói mọi người. Đấy, nó đói. Người cái dài ngoằng này. Tiếc thật, không hiểu sao nó không đóng đây. Lên luôn, nó cắn ở đây nó trọi. Ui rồi ơi, lên được một con này trời tối mù. Mọi người ơi, mình vừa câu được một con này, mà đang rối lằng nhằng cả. Đây mọi người ơi. Trời hơi tối, không biết là mọi người thấy gì không. Đây. Vừa câu được một con này. Đấy, giờ phát nó bay lên bờ luôn thì nó không tuột, chứ vừa lấy nó tuột. Mọi người ơi. Vừa lấy thì bị tuột. Thế bây giờ mình giật một phát là lên luôn. Đấy. Tap 1.